Lấy cao răng tưởng chừng nó là một kỹ thuật đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng làm sao làm cho bệnh nhân thứ nhất là không đau là một, thứ hai là không ê buốt là cái thứ hai, cái thứ ba là lấy làm sao thật sạch, và cái thứ tư là gì, để bệnh nhân thật sự thoải mái. Hôm nay anh có thời gian anh rảnh anh hướng dẫn cho mọi người là gì? Với một bệnh nhân mà chúng ta gọi là vệ sinh cao răng khi mà lấy phục hình, tại sao lại chúng ta phải vệ sinh khi mà chúng ta làm lấy dấu phục hình cho bệnh nhân? Nên anh có biết vì sao này, khi mà cái hàm răng nó không ăn nhai nó lại là bị bám cao răng không? Mọi người có quan sát là khi mà một cái hàm răng ấy, mà chúng ta ăn nhai ấy, mà không ăn đến đến bên ấy thì bên ấy bám rất là nhiều cao răng. Chúng ta bắt đầu quan sát, nghĩa là nhìn vào một hàm răng là gì, bên phải hay bên trái, nếu mà ăn nhai đều ấy, thì hai bên nó có đều tương đồng với nhau. Nếu mà chúng ta thấy mình phát hiện ở một bên mà làm sao nó tự nhiên lại sạch, một bên nó làm sao rất là nhiều các cao răng, nó giống như kiểu những cái mảng đá vôi ấy, thì chúng ta biết rằng bệnh nhân không ăn nhai ở bên đấy. Thì hôm nay là như thế này, bệnh nhân đến thời kỳ để nằm phục hình trên implant. Thì trước khi lấy phục hình thì là chúng ta thấy là này có một số cái cao răng bám hết toàn bộ ở vị trí răng hàm trên, vị trí ở cái mé bên mà không ăn nhai, cái bên này nó sẽ sạch hơn. Vì vậy là anh sẽ hướng dẫn luôn cái kỹ thuật lấy cao răng để chúng ta làm. Lấy cao răng tưởng chừng nó là một kỹ thuật đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng làm sao làm cho bệnh nhân thứ nhất là không đau là một, thứ hai là không ê buốt là cái thứ hai, cái thứ ba là lấy làm sao thật sạch, và cái thứ tư là gì, để bệnh nhân thật sự thoải mái. Thì đầu tiên là chúng ta điều chỉnh cái tư thế của bệnh nhân, chúng ta sẽ có người phụ và chúng ta chọn thứ nhất là gì, dùng máy siêu âm chúng ta sẽ có hai đầu, một cao răng ở dưới nợ và cao răng ở trên nợ, thì thường nó sẽ có đầu tù và đầu nhọn để chúng ta làm. Thì đầu tiên là anh sẽ dùng cái đầu ở dưới lợi anh vệ sinh. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ thăm khám toàn bộ cái vị trí ở mặt trong của bệnh nhân, mặt ngoài, kiểm tra hết tất cả mọi cái. Chúng ta đi nhớ rằng là gì, đưa hơi kéo nhẹ, không cần kéo mạnh, để cho bệnh nhân thật sự thoải mái. Cái trục của cái đầu cao răng này làm sao song song với là trục của gì, trục của cao răng song song với trục của cái trục của cái mặt ngoài của răng ấy, với là cái trục đầu cao răng ấy là gần như song song với nhau. Chúng ta để song song thì gần như bệnh nhân không có ê buốt và bệnh nhân rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta dùng các hệ thống lóng siêu âm thỉnh thoảng chúng ta làm sao dùng lại lấy thật sạch sẽ ở các cái vị trí cái răng nó tụt nợ này, chúng ta phải lấy cả cái phần kẽ bên, phần kẽ bên, kẽ bên chúng ta lấy thật sạch. Chính cái mảng bám mà cái cao răng này nó là cái mà nguyên nhân mà gây lung lay răng và mất răng sớm của bệnh nhân. Những cái trường hợp mà răng mà chen chúc là nhiều như này thì đây là cái mà chúng ta phải chú ý. Nên là anh sẽ lấy từng kẽ một để giúp cho bệnh nhân làm sao lấy sạch những cao răng. Chúng ta lấy rất là nhẹ nhàng, bệnh nhân không có cảm giác gì cả. Chúng ta kiểm tra từng cái răng một cho bệnh nhân. Ví dụ răng khôn này bệnh nhân chẳng hạn, của bệnh nhân có một cái răng khôn, răng dưới nó không có. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ tư vấn bệnh nhân là nếu sau này có vấn đề gì ấy, mà răng nó trồi cái răng trên nhiều ấy, thì chúng ta có thể là gì? Tư vấn bệnh nhân làm sao nhổ bỏ chiếc răng khôn đi. Chúng ta soi đèn vào từng vị trí để cho nó sáng. Chúng ta lấy hết vào toàn bộ các hệ thống cung mặt trong, mặt ngoài ở một cung. Tất cả hướng của đầu cao răng luôn luôn nhớ là để bệnh nhân không đau ấy, thì chúng ta phải làm sao phải song song. Ở đây vừa nãy anh đã lấy được một phần cho chị rồi, thì anh mới nhờ các bạn media để quay cho chúng ta cái hướng dẫn này đi vệ sinh. Chúng ta lấy xong ở trên thì chúng ta sẽ tiếp tục là để quay xuống dưới. Chúng ta lấy với tốc độ rất là nhẹ nhàng thôi, chúng ta dùng cái sóng siêu âm đủ nước các hệ thống đầu cao răng nhẹ nhàng đi như này thì hoàn toàn bệnh nhân không có đau. Các vị trí đầu tiên chúng ta lấy ở phần trên nợ trước, sau đó đi vậy nhẹ nhàng đi xuống vị trí phần dưới lợi. Lấy cao răng là một cái thủ thuật sẽ giúp cho bệnh nhân rất là an tâm. Nên là gì, chúng ta việc đầu tiên chúng ta làm đó là gì, cái thủ thuật lấy cao răng này. Chính cái điều này nó làm cho bệnh nhân thứ nhất là nó không hôi miệng nữa là một, thứ hai là gì, về chải răng vệ sinh nó không chảy máu. Nếu bệnh nhân bị nhiều cao răng ấy, chúng ta có thể là gì mà bị viêm nợ nhiều ấy, thì chúng ta có thể làm điều trị viêm nợ cho bệnh nhân. Lúc này chúng ta sẽ phải lấy cao răng thành nhiều lần
ví dụ của chị ở xa thì anh chỉ cần lấy một một lần và hôm sau anh vệ sinh đánh bóng lại nữa thôi. Và hướng dẫn chị dùng cái nước xúc miệng, chúng ta dùng cái nước xúc miệng kim ấy để chúng ta làm sao vệ sinh cho bệnh nhân rất là sạch sẽ. Chúng ta lấy cái mặt răng dưới thì thường nó sẽ làm sao, nó hơi nhạy cảm, nên là anh chị em chúng ta phải chú ý rằng là gì, cái mặt răng dưới này chúng ta cũng phải để song song để bệnh nhân không có cảm rất gì đau, đừng có gì, nên là không được đè lên trên bề mặt răng mà chỉ hơi như kiểu là mơn trên bề mặt của răng ấy, để cho cái đầu siêu âm này nó chỉ tác động lên cái phần cao răng thôi. Đấy, mục tiêu của chúng ta là làm xa kết toàn bộ các kẽ của bệnh nhân. Chúng ta nhấc môi nhẹ bệnh nhân, các cái khe kẽ này thì cao răng cũng bám rất là nhiều, nhưng chúng ta phải làm sao trong quá trình chúng ta làm phục hình, chúng ta cũng giúp đỡ bệnh nhân là chúng ta vệ sinh luôn. Đấy, chúng ta đừng tập trung vào mỗi cái phần là phục hình của chúng ta không, bởi vì các cái răng khác nó còn quan trọng hơn cả răng phục hình, bởi vì sao, nó liên quan đến quá trình là gì, bảo tồn lâu dài của răng của bệnh nhân. Ví dụ cái mé bên này chẳng hạn, rất là nhiều cao răng do chúng ta không ăn nhai tới thì chúng ta cũng phải làm sao lấy thật là kỹ. Hay nhớ rằng là lúc chúng ta lấy thì nó sẽ xước bề mặt, xước bề mặt thì chúng ta phải lấy kỹ hơn, thì tí nữa làm sao các bề mặt nó trơn, thì các anh chị là gì, chốc nữa chúng ta làm sao đánh bóng hết toàn bộ bề mặt, càng nhẵn bề mặt ấy thì sau này các vi khuẩn nó không bám được. Cái cơ chế hình thành của nó là do vi khuẩn thôi, nghĩa là cái bề mặt nó tạo ra môi trường. Bên đây cũng có một cái răng khôn nó mọc làm sao mọc thẳng xuống, thì sau này chúng ta có thể là gì, nếu bệnh nhân khó chịu ấy, chúng ta tư vấn bệnh nhân làm sao chị nên nhổ bỏ nó đi, giờ nó chưa ảnh hưởng nhưng có thể để nguyên các vị trí, nghĩa là chúng ta phải vệ sinh thật sạch cao răng để trước khi chúng ta làm sao làm phục hình, nắp phục hình cho bệnh nhân các khe kẽ răng. Trong Tết là chị đã làm rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn bám lại, vẫn bám lại thì mình vẫn phải vệ sinh sạch sẽ hết toàn bộ cho chị, mặt trong hay mặt ngoài chúng ta để luôn luôn là song song, không bao giờ để vuông góc. Các bạn mà để vuông góc cái răng này thì bệnh nhân sẽ ê, nó để vuông góc thì bệnh nhân sẽ ê, nên là luôn luôn là gì, để là phải để song song, ví dụ như song song trên bề mặt răng đấy, chỉ có lực nó hơi rung nhẹ lên trên đó thôi và làm bệnh nhân rất là gì, nhẹ nhàng, không có cảm giác ê buốt. Thì tí nữa chúng ta hỏi bệnh nhân xem là bệnh nhân có ê buốt gì hay không. Đấy, rất là nhẹ nhàng thôi, cả mặt trong và bề mặt này đấy, không bao giờ để vuông góc. Để vuông góc này các bạn nghĩ dễ lấy nhưng mà nó lại gây sang thương cho bệnh nhân, nghĩa là gì, luôn luôn là để gì, để song song như này thì chúng ta có thể thay những cái đầu, ví dụ là những cao răng mặt trong ấy, và chúng ta cũng đặt song song như này, nghĩa là gì, cái đầu này cũng không dùng lực nhiều, chỉ là gì, hơi đặt lên trên bề mặt này thôi. Chính như trên thế này nó làm cho quá trình nhẹ nhàng, nên là gì, cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là gì, là học lấy cao răng, kể cả bác sĩ hay là gì, nhiều năm hay chăng nữa thì chúng ta cũng phải làm sao để thực hành cái việc là lấy cao răng thật nhẹ nhàng nhất cho bệnh nhân. Chúng ta kiểm tra từng ly từng tí một, đầu tiên xem các cái vị trí xem nó có sạch hay không. Nếu mà bình thường có nước như này đấy thì là gì, thường chúng ta sẽ không phát hiện được. Thì trong một cái video lấy cao răng thì anh đã hướng dẫn mọi người kỹ rồi. Hôm nay là phục hình thì anh sẽ trực tiếp làm nhanh hơn. Chúng ta quan sát là chúng ta thổi khô cho bệnh nhân, xem các cái khe kẽ lợi, xem là có vị trí nào mà gì còn cao răng thì chúng ta sẽ làm sao lấy sạch cho và giúp bệnh nhân. Nghe ở đây chỉ là cái công tác là gì, để chuẩn bị nắp phục hình, chúng ta cũng phải kiểm tra lại cái cao răng như vậy cho sạch sẽ để hôm sau chúng ta lắp cái phục hình của chúng ta. Chị Cấn hả? Như chị Cấn này, chị rất là cẩn thận, chị đến với chúng ta từ mãi Thạch Thất. Thạch Thất chị làm cẩn thận lắm, chị này là rất là giàu cảm xúc, nên là bác sĩ Phương hiểu tâm lý của bệnh nhân là gì, cần cái sự là gì, cẩn thận và tỉ mẩn, nên chúng ta phải làm cho chị làm sao những cái gì tốt nhất thì chúng ta sẽ làm giúp cho chị, bởi vì chị mãi từ Thạch Thất ra đây thì đi hàng qua xuyên qua Hà Nội của chúng ta rồi, vì vậy là sang đây thì chúng ta có được những cái gì mà tốt nhất thì chúng ta sẽ cố gắng dành cho bệnh nhân. Những cái gì mà chúng ta làm mà cần để bổ sung cho điều trị đấy thì chúng ta cũng sẽ làm, nghĩa là không phải là cái nhiệm vụ của chúng ta đợt này chính là làm cái phục hình,
Nhưng mà với anh sẽ là phục hình, nó là cùng với tất cả các răng miệng. Bởi vì bệnh nhân đã xác định qua nhà chúng ta rồi thì chúng ta phải chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Nên là chúng ta đã lấy được toàn bộ sạch sẽ cao răng. Đấy, trong Tết là chị đã làm cái điều trị viêm lợi rồi, nên nó tương đối các anh chị đã lấy rất là sạch rồi. Đấy. Nhưng hôm nay chúng ta cũng muốn cho nó sạch hơn nữa để khi nắp răng bệnh nhân an toàn hơn. Thì chúng ta bắt đầu là gì? Vẫn phải đánh bóng lại. Nên là tất cả các vị trí mà chúng ta lấy cao răng ấy, chúng ta vẫn phải đánh bóng, và hôm sau khi hoàn thiện xong ấy, chúng ta vẫn đánh bóng lại lần nữa. Bởi vì chúng ta tạo ra cái bề mặt trơn nhẵn của răng ấy. Chị cắn lại giúp em. Để chúng ta để ý là những cái răng này rất chen chúc, người ta gọi là 9630 ấy. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng vệ sinh, và sẽ hướng dẫn bệnh nhân là gì? Cách vệ sinh thật là kỹ. Khi đánh bóng thế mình cũng chọn cái tay khoan tốt nhất. Mình đánh bóng thì mình làm sao đánh cũng đánh như phớt, đánh nghiêng, không phải đánh một cái răng này mình để mặt này, nhưng mà đánh nghiêng cả cái phần là gì, phần cạnh bên, để chúng ta làm sao đánh được tất cả các góc. Chị hơi há ra một tí. Nên là đây là một cái gọi là gì, chuẩn bị vệ sinh răng trước khi lắp phục hình cho bệnh nhân, chúng ta cũng phải làm cái việc này. Một số bệnh nhân sạch thì chúng ta thôi, còn đâu những bệnh nhân mà đã có nhiều cao răng mà chúng ta kiểm tra đấy. Rồi chị há to giúp cho em. Tất cả các vị trí nghiêm bên này cho em. Chúng ta vệ sinh sạch, cả bên sạch và bên không sạch chúng ta đều phải làm là sao? Làm sạch giúp bệnh nhân. Đánh bóng thật sạch. Tạo ra cái bề mặt nhẵn. Càng bề mặt nhẵn thì là vi khuẩn nó sẽ không bám kỹ trên cái bề mặt đấy, thì cái cao răng nó sẽ vi khuẩn không phát triển thì là cao răng nó cũng sẽ không hình thành nhanh được. Thì là thì chỉ cần một năm bệnh nhân có thể gì từ bên thạch thất sang bên đây tái khám định kỳ thôi. Thường thì 6 tháng thì là sẽ có một cô trợ lý sẽ gọi điện cho chị để vệ sinh cao răng, thì chị cũng có thể là sang 6 tháng một lần để chúng ta có thể vệ sinh. Còn nếu mà chúng ta nhà xa mà chúng ta bận công việc ấy, chúng ta không đi được ấy, thì chúng ta cũng có thể đặt lịch một năm để chúng ta có thể tái khám. Chúng ta thấy là gì, khi mà nó cao răng nó không ăn nhai tới đấy, thì nó thường nó sẽ dễ là viêm lợi và nó có hiện tượng chảy máu. Nếu chúng ta là gì vệ sinh sạch, xong rồi bệnh nhân dùng nước xúc miệng kin đấy, sau khoảng một tuần đấy thì là gì 2-3 ngày là đã bắt đầu chúng ta thấy cái lợi nó săn xe hết rồi. Sau đó là ba sạch sẽ thì đương nhiên như thế không còn chảy máu đấy. Thì lúc đấy chúng ta lắp răng bệnh nhân vừa thơm tho lại là gì rất tuyệt vời. Hôm sau lắp răng đấy chúng ta phải kiểm tra kỹ cái răng nó phải thật sự chính xác, nếu có lệch đấy chúng ta làm sao sẵn sàng làm lại luôn. Mà là gì, cái nhiệm vụ của chúng ta là người mà gì đã tiếp nhận bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ phải làm sao, phải làm cho bệnh nhân được nhiều thứ hơn nữa, và quan trọng nhất là làm sao để bệnh nhân thật sự thoải mái yên tâm. Nghĩa là mỗi khi làm như này mình thế thôi, mình cứ đặt hoàn cảnh của mình đi chữa răng mà lại không nằm mà đi kiểu đi cắt tóc ấy, chỉ sợ là người thợ cắt tóc người ta làm hỏng cái mái tóc của mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình làm được cái chỗ quen, mình làm nó an toàn ấy, thì bệnh nhân có thể ngủ yên tâm là gì, đến lúc dậy xong là cắt tóc xong. Khi làm sạch xong như thế là chúng ta đã có cái công đoạn là gì, chuẩn bị là gì lấy cao răng trước phục hình rồi. Thì mọi người muốn xem về cái quy trình mà lấy cao răng ấy, thì là bác sĩ Trung đã chia sẻ trong một cái video rồi đấy. Thì mọi người có thể xem về cái kỹ thuật lấy cao răng, làm sao bí quyết để lấy cao răng không bị đau và an toàn, thì trên kênh YouTube của bác sĩ Trung Long Biên thì mọi người có thể tìm vào đó, thì nó có nguyên một bài từ lúc chuẩn bị đến lúc này gì đến lúc lấy cao răng. Hôm nay là bác sĩ Trung chỉ hướng dẫn là gì cho các anh chị em phục hình là gì cái cách mà để chuẩn bị vệ sinh cao răng để trước phục hình thôi. Chúng ta xịt sạch hết toàn bộ các kẽ. Chị cắn xúc miệng giúp em. Cho chị giấy. Thoải mái không? Ừ. Nôn nắng.
Lấy cao răng có đau không chị? Dạ không ạ. Ừ. Có thoải mái không? Dạ có ạ. Ừ. Em dặn nhé, hôm nay em lấy dấu xong là đến khoảng 3-4 ngày, nếu hôm nào có mẫu thì hôm nào em mới xem lịch của em đấy. Dạ. Thì này em sẽ báo chị xong là chị qua để em lắp cho nhé. Cắn lại cho. Ừ. Cắn lại. Hát tao hết cửa. Cắn lại. Lúc cao cần thăm khám và cần gặp bác Trung thì cứ bảo các bạn là cho chị gặp bác Trung nhé. Không phải ngại ngần gì nhé. Đã chỗ người quen, người thân đã đi về đến tận từ Thạch Thất đến đây rồi. Cắn lại giúp em nhé. Rồi, chị xuống miệng sạch giúp em. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.